Chào các bạn thân mến, trong video hướng dẫn guitar ngày hôm nay, tôi sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn bài cao ly số 18. Trước khi vào phần bài cao ly số 18, thì các bạn sẽ phải chạy gam và hợp âm. Thế bây giờ vào phần bài cao ly số 18 này là nó là ở giọng la thứ, tức là đầu hóa biểu là không có dấu thăng giáng gì cả. Bây giờ các bạn sẽ vào cái phần chạy gam la thứ thì các bạn thấy, tức là nhìn vào cái phần mà cái dòng nhạc này, các bạn thấy nó chạy bắt đầu từ dây là, nhưng mà tại sao nó lại có đi lên? Các bạn nhìn thấy các nốt chạy đi lên là đều có những cái dấu thăng, nhưng mà khi đi xuống thì nó lại không, nó lại trở lại bình thường, tức là nó hoàn trở lại. Có nghĩa là đi lên thì có dấu thăng và đi xuống là không có, nó lại là nốt bình thường. Đây là nó là gam la thứ hòa âm đấy nhá, nó gọi hòa âm. Thế nếu mà nó là bình thường ấy, thì nó là tự nhiên ấy, thì nó sẽ là la si do re mi fa son la si do đấy, nó chạy lên như thế, các nốt là không có thăng giáng cả. Nhưng ở đây các bạn nhìn thấy là chạy lên nó có fa thăng và son thăng đấy, và đi xuống thì nó lại trở lại, hoàn trở lại là nốt pha và son thường. Đây nó gọi là giọng thứ hòa âm nhé. Các bạn nghe tôi đánh. La, si, do, re, mi là nốt bình thường nhé. Thì các bạn đánh sẽ đánh ở thế tay 1. Các bạn cứ nhìn đấy, các ngón bấm. Tức là la, si, do là bấm si, do, ngón 2, ngón 3. Mi, ngón 2 và pha thăng ngón 4, son thăng ngón 1. Đấy các bạn nhìn nghe này. Mỗi nốt các bạn đánh cho tôi một đập nhá. Tôi đánh chậm cho các bạn nghe này. Từ là tới lá nhá. Đấy. Đấy, từ là tới lá thì các bạn thấy là nó có gì? Pha thăng và son thăng nhá. Hòa thanh tức là nó cảm giác như nó đòi muốn về nốt la này này, tức là nhá. Giờ tôi sẽ đứng lại một lần nữa từ là tới nốt lá nhá, mỗi nốt là một đập này cho các bạn nghe. Tiếp theo là tôi đánh lại tiếp theo từ cái nốt la đây tới nốt lá nhá, thì cũng có gì pha thăng và son thăng. Các bạn chú ý nhìn cái ngón bấm nhá. Bắt đầu từ la này. Đến khi mà la mi fa son la thì các bạn chuyển sang thế tay 2 và các bạn bấm pha thăng ở đây, pha son thăng và đi la ngón 4 nhá. Tôi đánh lại một lần nữa này. Từ nốt la ở thế tay 1 nhá. Tới lá thì các bạn mi pha, các bạn đánh mi là bạn chuyển xuống thế tay 2 cho tôi luôn nhé. Đây các bạn chú ý này. Đến la đây thì các bạn sẽ chạy ngược trở lên thì tất cả các nốt lại trở thành nốt gì? Nốt thường chứ nó không có thăng giáng gì cả. Đấy các bạn nhìn thấy là hai cái pha thăng và son thăng là nó hoàn trở lại nhá. Tôi đánh từ la đây, tôi ngược trở lên này, nó sẽ là nốt thường hết này. Đấy, cái nốt kết này thì la sòn la là gì? Nó là son thăng. Đấy, để nó nhắc lại cái nhá. Nó vẫn là sòn la là đi lên nhá. Đi lên thì là gì? Đánh thăng. Bây giờ tôi sẽ đánh lại toàn bộ cái gam la thứ hòa âm này cho các bạn nghe nhé. Các bạn chú ý nghe này.
Vừa rồi tôi đã đánh cho các bạn gam la thứ hòa âm. Các bạn cứ tập chậm như thế, sau đó các bạn sẽ đánh nhanh dần lên nhé. Cho tôi đánh đi đánh lại và càng nhanh càng tốt. Bây giờ các bạn sẽ vào cái phần mà hợp âm của la. Sau đó là các bạn chạy những bài tập của cái la thứ nhé, các nốt. Thì cái bài tập của la thứ hợp âm và bài tập của la này thì nó cũng chạy, tức là bắt đầu từ mì tới mí, sau lại là tới lá, sau lại đồ tới đố, vân vân. Xong lại chạy ngược trở về nhé. Các bạn nhìn đấy này, la thứ thì các bạn nhìn đây, nó sẽ là bấm như này, bấm mi la trên dây số 4 nhé. Mi la là ở hai ngón này trên dây số 4 này, 4-3 này, mi la nhé. Mi la sau đố, đố là bóng ngón 1 trên dây C, dây số 2 nhé. Các bạn sẽ gảy, tức là cho tôi nốt bát gì, nốt bát là đây, và cái mi là các bạn gảy ngón cái, tức là sẽ hai dây đó nhá, mì la, sau đó còn ba cái dây bên dưới này thì các bạn gảy ba ngón này cho tôi chập một lúc này. Sau đó tiếp theo lên là gì, mi, các bạn bấm cho tôi là mì si mi son thăng rê ngón 4 đây, và mí, tức là đây là mi 7 nhá. Sau lại về gì, la thứ. Bây giờ mỗi một hợp âm, tức là la thứ hai đập này, mi 7 hai đập này, sau lại trở về la thứ là gì, một nửa đập, tức là móc đơn, sau đó các bạn gảy luôn nhé. Nếu như này này, chỗ này thì các bạn đấy, gầy, tức là về la thứ thì các bạn, sau đó các bạn là đánh tiếp theo, nhấc chân lên các bạn đánh mì pha, mì pha là pha thăng, son thăng nhá, đi lên thì pha và son là thăng. Tôi gầy lại nhá, ba hợp âm, tức là la mi 7, sau lại về la thứ, sau đó là cái ô nhịp thứ hai cho các bạn chạy nốt. Các bạn chú ý nghe này, khi mà chạy đến mi này thì các bạn lại ngược trở lại, bắt đầu là từ dây là, đấy, tiếp theo từ là tới lá thì các bạn lại ngược trở lại đồ nhá, đồ rê mi pha. Tới đô thì các bạn ngược trở lại gì, mi. Tiếp theo tới mi thì các bạn lại ngược trở lại la. Đấy, đi lên đây thì các bạn sẽ đến đây thì các bạn nhìn thấy, tức là nốt la này thì các bạn sẽ gảy chùm ba cho tôi nhá, tức là một đập các bạn sẽ bằng ba nốt, lá mi đồ pha nhá. Tôi gảy lại này, đấy, như thế nhá. Các bạn sẽ đập vào cái chùm ba nhá, mỗi một đập là các bạn sẽ bằng ba nốt chùm ba nhá. Ok, đánh lại này. Đánh cho tôi, tức là đến cái chỗ này các bạn đánh chùm ba, các bạn đập vào cái nốt đầu của chùm ba, và mỗi một chùm ba là bằng một đập cho tôi nhé. Đấy, thì cái phần này bài hôm nay nó dài thì tôi chỉ hướng dẫn như thế, thì các bạn tự tập nhé, chạy tập đi tập lại nhiều lần cái phần hợp âm và chạy la thứ này cho tôi nhé. Bây giờ tôi sẽ vào cái phần bài số 18. Trong cái phần bài số 18 cao ly này thì nó có 10 dòng kẻ nhạc tất cả. Đấy. Thì các bạn sẽ đánh từ đầu cho đến hết 10 dòng kẻ nhạc, thì các bạn lại quay lại từ đầu
một lần nữa và đánh đến chữ fin là các bạn kết thúc ở đấy nhé. Thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn từng ô nhịp một. Mỗi một ô nhịp hoặc mỗi một câu tôi chỉ hướng dẫn các bạn một lần, vì bài này nó dài. Tôi muốn hướng dẫn trong một buổi ngày hôm nay là hết cái bài số 18 này. Các bạn chú ý lắng nghe. Bây giờ vào cái dòng kẻ nhạc đầu tiên thì các bạn thấy nó ở thế tay 1. Đầu tiên các bạn chạy nốt là La Si Do Re Mi, là các bạn bắt đầu sang ngôi thứ hai là các bạn chập với gì? Với Do. Đấy, ví dụ như này. Thì La Si Do Re Mi các bạn là gì? Nốt đơn là các bạn đập vào nốt đầu, nhấc chân lên nốt sau, sau lại đập vào nốt thứ ba và nhấc chân nốt thứ tư. Mỗi một nốt là các bạn bằng nửa đập nhé. Ví dụ này. La Si Do Re Mi, là mi là phá, là phá nhé. Đấy, như thế. Thì các bạn nhớ là cái giai điệu của nó là ở cái phần bè trên cùng nhé. Là Si Do Re Mi. Đấy, mi, mi, phá, phá, mi. Cái nốt la chỉ là cái nốt đệm, cho nên các bạn sẽ không được gảy mạnh nhé. Tôi gảy cái câu thứ nhất là cái ô nhịp dở đầu tiên và ô nhịp thứ hai, thứ ba, đến ô nhịp thứ ba là hết nhé. Cái câu thứ nhất này, các bạn chú ý nghe này. Tiếp theo sang cái câu thứ hai thì cái chỗ này các bạn nhìn thấy là câu thứ hai thì các bạn nhìn thấy là nó có cái dấu lặng ở bên dưới, thì các bạn phải đặt cái ngón cái lên cái dây là ấy để nó bịt đi, để khi bắt đầu các bạn chạy thì tức là nó sẽ ngắt cái dây là đi, nó không kêu nữa nhá, nó không sẽ ảnh hưởng tới cái nốt chạy sau. Đấy, các bạn chú ý nhé, như thế nhá. Khi mà các bạn rê, các bạn là đặt ngón tay vào dây là, các bạn ngắt luôn nhá. Chỗ này các bạn khi mà câu thứ hai các bạn chạy lên gì, rê đô si la. Đấy, rê đô si nhá. Rê đô si la si thì các bạn sẽ chập gảy lốt bát với mi nhá. Chỗ này rê chập và bấm với gì? Si, các bạn bấm ngón 3 và ngón 4 cho tôi nhá. Si ngón 4 đây. Chỗ này này. Thì đô để lại về la nhá. Tôi sẽ gảy cái câu thứ hai cho các bạn nghe này, toàn bộ câu thứ hai này. Tiếp theo sang cái câu thứ ba là La Si Do Re Mi, nó lại quay lại cái giống như câu đầu, nó xuống dòng kẻ nhạc thứ hai nhé, từ dòng kẻ nhạc cuối cùng xuống dòng kẻ nhạc thứ hai, các bạn chú ý nghe này. Tiếp theo là gì? Phá thì các bạn sẽ đặt ngón cái vào gì? Dây là để ngắt cái tiếng đi, và đồng thời các bạn gảy tiếp tục là phá mi rê đồ gì? Đồ xón. Chỗ này thì bắt đầu nó khác nhá. Đây này. Thì chập với gì? Rê nhá, tôi đánh lại này. Cái câu này thì các bạn nhớ là phá mi rê đồ xón là chập với rê nhá. Xón pha mi rê đồ thì chập với mi. Đô si la son la lại chập với la nhá. Tôi đánh lại cái câu này là kết của cái phần này. Đấy. Câu 1 này, câu 2 này, câu 3 này, và đây là câu 4 nhá. Phá mi rê, tôi đánh lại bắt đầu từ nốt phá này. Chỗ này thì các bạn đánh nốt là chập với là, các bạn đập cho tôi gì? Một đập, sau đó đập thứ hai các bạn ngắt đi nhá. Đấy, các bạn giữ tay hoặc là các bạn ngón út các bạn gì? Bịt đậy được. Ví dụ như này.
Đấy, sau đó các bạn gảy tiếp nhá. Tiếp theo, câu tiếp theo là gì? Chỗ này các bạn sẽ bấm ngón út vào rê thăng. Đây, nốt rê là ở phím 3 đây, còn rê thăng là phím 4 trên dây số 2 nhá. Thì chỗ này các bạn là đấy nhá. Chỗ này là si chập với gì? Son thăng và gì? Nốt bát gì? Mì nhá. Tôi gửi lại cái câu này nhá. Nó như thế này. Chỗ này là trở về đô với là thì là chậm đánh với dây gì? Dây là. Nhưng cái giai điệu của nó vẫn ở về trên nhá. Các bạn chú ý nghe tôi đánh cái câu này một lần nữa này. Các bạn chú ý nghe nhá. Tiếp theo, cái câu tiếp theo đấy thì bao giờ các bạn thấy cái dấu lặng thì các bạn phải đặt ngón cái vào cái dây là, tức là bịt gì để các bạn gảy tiếp nhá, như thế này. Đến cái câu này thì các bạn là pha là các bạn gì, bát là, chỗ này toàn bộ là bát là hết nhá. Đây, nó như thế này. Cái câu sau tức là đô của với câu sau ấy thì nó lại là bát mì nhá. Câu đô trước thì bát là, sau câu đô sau bát mì, sau đó là gì, si với son thăng. Đấy, tôi đánh lại toàn bộ cái câu này cho các bạn nghe nhá. Tiếp theo các bạn sẽ vào luôn, tức là chỗ này là mì, sau các bạn là đập chân, tiếp theo là, tiếp theo lại là gì, rê mi nhá. Chỗ này thì các bạn lại trở về gì, si bấm với son thăng và nốt bát toàn là nốt bát mì hết nhá. Tôi sẽ gảy này. Đấy, các bạn chặn luôn ngón cái vào dây bát là và tiếp theo các bạn lại gảy nốt tiếp theo. Chỗ này thì cái nốt bát nó lại đi trước. Đấy, nốt bát thì vẫn là gì, bè phụ thôi, nhưng mà nó lại đi trước, sau đó là cái bè chính nó lại ở cái phách nhất nhá. Đây, các bạn chú ý nghe này. Ở âm tức là các bạn bấm gì, rê thăng và chỗ này là chập bốn nốt thì các bạn đánh cùng một lúc được hoặc các bạn giải nhanh cũng được, nghe cho nó tình cảm. Và tiếp theo là cái đập thứ hai, nó là dấu lặng có mắt ngỗng ở trên thì các bạn nghỉ ở thể tự do, có nghĩa các bạn ngân 2, 3, 4, 5 phách thì tùy nhá. Cái này là nó lại tự do. Bây giờ tôi sẽ đánh lại cái câu này là hết cái dòng kẻ nhạc thứ ba xuống đầu dòng kẻ nhạc thứ tư cho các bạn nhé. Nghe này. Sau đó các bạn tiếp tục vào câu tiếp theo. Bây giờ các bạn tiếp tục vào câu tiếp theo là ở cái dòng kẻ nhạc thứ tư. Ô nhịp bắt đầu từ ô nhịp thứ hai sau cái mắt ngỗng ấy, nó lại quay lại giống như đầu tiên. Nó lại là si do re mi nhá. Đấy, như thế này. Đấy là cái câu đó thì vẫn y gì thế, và câu sau tiếp theo cũng thế. Nó là re do si la sòn. Chỗ này thì vẫn cứ chặn cái ngón cái vào cái nốt bát là cho tôi nhé. Khi mà bắt đầu gảy cái câu tiếp theo nhé. Nếu như này. Chỗ này thì các bạn vẫn bấm ngón út và ngón ba cho tôi nhé. Và rê này. Xì rê. Tiếp theo. Bây giờ các bạn sẽ vào là si do re mi. Nó cũng lại sẽ như lại giống như câu trước. Tiếp theo này.
Đến đây thì các bạn thấy là nó có chữ finder, thì cái nốt cuối cùng này là nốt đen, và các bạn sẽ đập thêm một đập nữa và các bạn nghỉ, tức là này, nó như thế này này. Đấy nhá, sau đó là đập tiếp theo là các bạn vào, tiếp theo là ô cái ô nhịp thứ 6, à cái dòng kẻ nhạc thứ 6 nhá. Giờ các bạn sang dòng kẻ nhạc thứ 6 này. Sang cái phần 5 cái dòng kẻ nhạc tiếp theo này là dòng kẻ nhạc thứ 6, nó gọi thứ 6. Thì các bạn thấy nó khác những cái câu trước. Đấy. Các bạn nhìn thấy là bắt đầu từ gì? Sòn, la, si, sòn, đô. Đấy, chỗ này này. Chỗ này các bạn gảy chập cho tôi nhá. Đồ, rê, mi, pha, son, tức là chập đồ với đố nhá. Sau đó là si với rê và đồ với mí. Đấy nhá. Các bạn nhìn thấy chập nhá, nhìn ngón bấm của tôi này. Sòn là son thường nhá, sòn là si sòn. Thì các bạn nhớ là các bạn nhấn vào cái nốt son buông này, các bạn gảy, tức là cái ngón trỏ đây, P I M A, thì P I thì các bạn gảy, cái ngón trỏ là I đấy, các bạn gảy nhẹ thôi. Còn đâu các bạn sẽ nhấn vào cái nốt gì? Nốt đô này, rê này, mi này, pha này, son nhá. Tôi gảy lại này. Chỗ này thì nốt son thì các bạn tốt nhất gảy cái là ngón 2, tức là I M, gảy ngón M thì nó sẽ là thuận. Ví dụ như là đấy nhá, tôi gảy lại này. Đến đây thì tiếp tục các bạn sẽ gảy lại, lặp lại, tức là sòn, la, si, sòn, nó lại giống câu trên nhá. Đấy. Cái câu sau này thì nó chạy lên cái nốt son này, tức là mì son này, chỉ một lần thôi, sau đó lại ngược trở lại pha, mi, rê, đồ luôn nhé. Đấy, nó khác câu trước một tí. Bây giờ các bạn sẽ tiếp tục vào cái câu tiếp theo, bởi vì bài này dài, tôi sẽ mỗi một phần tôi sẽ hướng dẫn một lần thôi. Đến cái câu này thì la là một đập, sau đó các bạn đập tiếp một đập nghỉ, ví dụ như này là đây, đồ nhá. Đấy, như này nghỉ, sau các bạn gảy tiếp theo là gì? Chỗ này là ngón út, các bạn bấm cho tôi son thăng nhé, son thăng với gì, à quên, pha thăng, nhầm, pha thăng, sau đó là phà son si nhé. Các bạn chú ý nghe này. Son phà son si, si thì các bạn bấm với pha thường nhé, pha hoàn đấy. Tiếp theo các bạn sẽ lại vào cái câu, tức là phà son lần nữa, như cái câu này nó sẽ khác câu trên. Tiếp theo này. Chạy mi sẽ đến là rê, sau đó nó nghỉ luôn nhá. Rê một đập đen này, nghỉ, sau tiếp theo là sòn, la, si, sòn, đô, nó lại quay lại giống câu trên nhá. Tiếp theo đây, cái câu cuối cùng là hết của 10 dòng kẻ nhạc nhé.
quay lại từ đầu. Đấy, đến cái chỗ này có cái chữ S hai chấm và DC thì các bạn lại quay lại từ đầu đánh cho tôi một lần nữa. Đến chữ Finder là hết bài. Bây giờ các bạn sẽ nghe toàn bộ bài này từ đầu cho đến cuối.